Không kiếm tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn nhận 500 token FFB free trên một cái sàn mới nha tất cả các bạn. Thì đầu tiên các bạn click vào phần link mô tả, mình nó ra một chữ giao diện gì mình hướng dẫn các bạn đăng ký thì chuyển qua tiếng Anh sao các bạn. Đầu tiên các bạn click vào đây nè, các bạn chọn 84 quốc gia Việt Nam, rồi email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, chấp nhận từ điều khoản. Lưu ý các bạn, mật khẩu là có chữ viết qua, chữ viết thường và chữ số các bạn, từ 8 đến 20 ký tự. Rồi bạn nhấp vào điều khoản. Xương thổi vậy. Này đăng ký xương thổi đi. 84 bỏ không đầu. 32 99 31 577. 32 99 31 577. Bạn bấm accept. Cho anh dẫn chút nha bạn. Bạn nhấp vào đây nha các bạn. Cho nó gửi một cái code vậy các bạn. Rồi. Bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi nó gửi về cho bạn một cái code nha các bạn. Bạn chờ chút nha các bạn. Rồi nó gửi về một code là 642978. 642978. Phải không ta? 642978. 642978. 642978. Rồi bạn login luôn các bạn, báo nhập mục xanh các bạn. Rồi luôn mật khẩu. Rồi bạn login luôn nha các bạn. Đủ đi. Rồi bạn nhấp vào cái city các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Rồi các bạn login nha các bạn. Username 84 đầu các bạn. Các bạn ghi cộng hồi nãy đăng ký mail rồi, người ta dở một cái làm biến vô mail confit. Rồi nó gửi về cái mã code các bạn. Login đúng người tờ email, mình có đăng ký email đâu, né login quạt được kỹ chợ verify, click verify đi. Bỏ số không thôi kìa. Rồi các bạn login nha các bạn. Nằm login phải rồi mà kỳ ta. Thế nào cũng được à. Không được luôn đó, kỳ ta. 03299. Tài ơi sai số các bạn ơi. 31 329931 cộng 84 này không được nó mới sợ. Login nè. Bỏ 84 đầu, bỏ cộng luôn rồi. Ghi số mà các bạn. Tới sáng luôn. 32993157. Login đi.
Rồi nó gửi về SMS, các bạn ghi bỏ nha bạn. Bỏ không đầu. Không có 84 chứ. Rồi sẽ gửi về các bạn. Hên quá. 5 phút rồi ta. Sẽ nó không gửi về đi, không phải SMS đi. Không 1 4 6 5 5 0 1 4 6 5 5. Rồi bạn bấm cầm phim luôn mà tự động nó login luôn mà. Rồi sau khi nó ra một cái giao diện như vậy nè, rồi nhấp vào 3 chỗ gạch nghe các bạn. Toàn vào một account nghe bạn. Mày account nè. Rồi các bạn các bạn vô đây mà verify, các bạn bấm verify xanh nè. Rồi vô đây mà complete mail luôn nghe bạn. Rồi các bạn bấm vào verify nè. Rồi có 3 hình thức là KYC. Sau khi các bạn KYC thành công, các bạn sẽ nhận được 500 token FFB nha các bạn. Đầu tiên các bạn click vào đây nè. Các bạn chọn quốc gia Việt Nam nha các bạn. Quá lâu. Đâu tờ Việt Nam đó các bạn. Rồi mục thứ hai thì nó bot bo. Rồi mục thứ hai các bạn chọn ID đâu nè các bạn. Pha bot bo. ID no number. Bot bo ID no number name, các bạn ghi số ID của mình vô các bạn. Giờ mình che cái số ID của mình lại. Rồi các bạn bấm next nha. Rồi các bạn bấm next nha các bạn. Rồi các bạn cho up lên một cái bức ảnh là hình ID mặt trước và một giấy chứng minh nhân dân mặt sau các bạn. Rồi cầm có một tờ giấy các bạn ghi chữ ID photo then. Mi. Các bạn ghi vô một chữ là photo phan các bạn. Rồi bạn cầm tờ giấy ghi dùng chữ FFB các bạn, người tên, rồi gạch năm gạch tháng gạch ngày nha các bạn, như nay ngày mấy rồi các bạn ghi vô nha các bạn. Này mình demo nha các bạn, với cầm một chung với một cái bức ảnh giấy chứng minh nhân dân của các bạn đó, hoặc bằng lái xe hoặc hộ chiếu các bạn. Thì tùy các bạn lựa chọn KYC. Rồi để mình quay lại cái sàn các bạn. Rồi để mình qua vô gạch. Qua vô gạch. Mình vô cái mục exchange các bạn. Vô mục balance chứ. Này mình KYC sao các bạn. Rồi mình sạch chìa khóa FFB. Nha các bạn. Các bạn vào là tự động nó ra là tôi cần mình FFB này các bạn. Nữa nó có đây là nữa mình bấm nút withdraw là mình rút về. Hoặc là mình bấm vào một exchange mình trên phơi mình đổi quy đổi ATH BTC các bạn. Mình qua mình coi giá nữa các bạn. Mình lít chờ 3 vô gạch tiếp theo nè. Để mình coi giá nó bao nhiêu nữa các bạn. Bà cho cái máy này tức trời ơi trời đứng máy hoài. Sao mà
Bạn click vô ba nhiêu gạch nè. Rồi các bạn bấm là click ba nhiêu gạch và bấm vào một exchange các bạn coi giá các bạn. Thì video mình kết thúc thôi các bạn. Mẹ đi đứng máy vậy trời. Coi thông tin nữa các bạn. Hoặc các bạn lên coi market cap mà coi các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Đứng máy. Bà nội.